Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 15 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, thống kê từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, hiện tổng số đảng viên nữ là trên 18.400 người, chiếm 36,15% số đảng viên trong toàn tỉnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chủ động rà soát, phát hiện, giới thiệu nguồn cán bộ nữ và đề xuất cấp ủy, quy hoạch, luân chuyển, bố trí vào những vị trí phù hợp. Tính đến nay, số nữ lãnh đạo chủ chốt tại chính quyền địa phương là 73 người, chiếm tỷ lệ 24%. Số nữ lãnh đạo chủ chốt tại các sở ban ngành là 11 người, chiếm tỷ lệ 13%. Các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền các cấp có trên 54% lãnh đạo chủ chốt là nữ. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đạt 14% với cấp ủy tỉnh, cấp ủy huyện đạt gần 19%, còn cấp xã phường, thị trấn đạt 25,5%. 5 năm qua, Lào Cai đã thành lập mới 45 công đoàn cơ sở thuộc khu vực sản xuất, kinh doanh, trong đó có 33 công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã có đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung khảo sát nắm tình hình công nhân, lao động trong các doanh nghiệp, tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tỉnh đã phát triển kết nạp mới được 7.846 đoàn viên, trong đó khu vực ngoài nhà nước có 4.622 đoàn viên, vượt 5% so với chỉ tiêu đại hội đề ra. Riêng trong năm 2023, với chủ đề tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh đặt mục tiêu phát triển mới 4.500 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn trên toàn tỉnh lên hơn 60.000. Để đạt mục tiêu này, công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động khi tham gia tổ chức công đoàn, quan tâm chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên và người lao động. Phát huy vai trò nhiệm vụ của đơn vị, thời gian qua, Trung tâm Chính trị huyện Văn Bàn luôn làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, tăng cường quản lý, kỷ luật trong giảng dạy học tập. Nhờ đó, chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được nâng lên rõ rệt. Để nâng cao chất lượng và tạo sự hấp dẫn cho từng bài giảng, giảng viên Phạm Xuân Năm luôn nghiên cứu tìm tòi các tài liệu phù hợp với yêu cầu giáo dục lý luận chính trị giai đoạn hiện nay, đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ thông tin để xây dựng giáo án, giúp bài giảng dễ hiểu, dễ nhớ. Giảng chuyên đề, chúng tôi đã lựa chọn 32 sự kiện tiêu biểu của Lào Cai, hướng học viên tới những cái thành tựu mà Lào Cai đạt được, để từ đó để kích thích học viên, để động viên học viên là tiếp tục cố gắng phấn đấu, học tập rèn luyện và thực hiện cái khát vọng là xây dựng quê Văn Bàn Lào Cai ngày càng giàu đẹp. Để đổi mới phương pháp giáo dục lý luận chính trị, Trung tâm Chính trị huyện Văn Bàn yêu cầu các giảng viên kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống với phương pháp giảng dạy mới, có sự tích hợp của các phương tiện kỹ thuật hiện đại để tăng tính trực quan hấp dẫn. Các tiết học cũng dành thời gian nhiều hơn cho phần thảo luận để học viên có cơ hội được vận dụng những kiến thức đã học và thực tiễn. Ngoài những nội dung lý luận, chúng tôi còn được tiếp thu những nội dung chuyên đề qua những hình ảnh, video, phóng sự mang tính chất tư liệu, giúp chúng tôi xác định rõ về tư tưởng và bản lĩnh chính trị, giúp hình thành rõ nét hơn về nhiệm vụ, vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên để xác định đúng đắn con đường mà mình đang nỗ lực phấn đấu. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Chính trị huyện Văn Bàn đã mở được 26 lớp với trên 2.000 học viên. Ngoài các chuyên đề trong tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Trung tâm cũng bổ sung giảng dạy một số chuyên đề phù hợp với yêu cầu của giai đoạn hiện nay. Cử đi nghiên cứu thực tế, thế mà dự sinh hoạt chi bộ, dự nghị tuyên vận của cơ sở để cập nhật thêm các thông tin đến với học viên, bám sát những nội dung nhiệm vụ chính trị của đảng bộ huyện để cập nhật vào bài giảng, đặc biệt là những thông tin thời sự trong nước, trong tỉnh, của địa phương để truyền tải đến học viên. Tích cực, chủ động đổi mới trong phương pháp giảng dạy phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, Trung tâm Chính trị huyện Văn Bàn đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên của địa phương. Theo kế hoạch, vụ đông năm nay, toàn tỉnh sẽ gieo trồng trên 4.300 ha rau màu các loại, gồm các loại rau đậu, ngô hạt, ngô ngọt, khoai lang, khoai tây, cây hoa. Diện tích cây vụ đông tập trung chủ yếu ở các huyện Bát Sát, Bảo Thắng, Văn Bàn và Bảo Yên, trong đó huyện Văn Bàn được giao chỉ tiêu cao nhất với khoảng 1.370 ha. Tỉnh cũng đặt mục tiêu tổng giá trị sản xuất các cây trồng vụ đông sẽ đạt trên 400 tỷ đồng, giá trị bình quân trên hectare đất canh tác đạt trên 97 triệu đồng.
Hiện trên một số chân ruộng hai vụ lúa đã gặt, nông dân bắt đầu xuống giống làm vụ đông sớm để có sản phẩm cung cấp cho thị trường sớm nhất, giá bán sẽ cao hơn. Cùng với bắt tay vào làm vụ đông, các địa phương đang tập trung chăm sóc 2.500 ha ngô vụ thu mới được trồng để bù đắp sản lượng ngô bị thiệt hại trong vụ xuân hè do nắng nóng. Sản lượng tăng thêm dự kiến trên 11.000 tấn. Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, 9 tháng qua toàn tỉnh xảy ra 15 vụ cháy rừng, làm thiệt hại hơn 45 hectare rừng. Đa phần các vụ cháy rừng xảy ra do sự bất cẩn của người dân trong việc sử dụng lửa. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy rừng, lực lượng kiểm lâm phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng, củng cố kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của hơn 1.700 tổ đội quần chúng bảo vệ rừng ở các thôn bản. Trọng tâm là tập huấn, trang bị kỹ năng phòng cháy, chữa cháy rừng cho các tổ viên, hướng dẫn quy trình sử dụng lửa an toàn trong xử lý thực bì, phục hồi trồng, chăm sóc rừng, đồng thời cài đặt hướng dẫn sử dụng một số phần mềm chuyên dụng phục vụ cho quản lý, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Thưa quý vị và các bạn, nếu như quý vị và các bạn có con theo học bán trú ở trường, chắc hẳn chuyện hôm nay con ở trường ăn uống như thế nào, chất lượng bữa ăn ra sao luôn được quan tâm mỗi ngày. Thay vì hỏi ý kiến của con, cha mẹ có thể trực tiếp tham gia giám sát các bữa ăn trưa với sự phối hợp từ phía các nhà trường. Đây là kênh giám sát hữu hiệu nếu được thực hiện nghiêm túc. Phóng sự được thực hiện tại thành phố Lào Cai. Con mới vào lớp 1, đăng ký ăn ở bán trú tại trường vào các buổi trưa. Chị Phạm Thanh Thương không tránh khỏi lo lắng, nhất là khi thường xuyên nghe xem các thông tin về mất an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các bữa ăn trường học. Khi rảnh rỗi, chị Thương sẽ có mặt tại trường để xem thực tế con mình sẽ ăn trưa và sinh hoạt bán trú như thế nào. Sau khi mà đi vào học thì chính thức vào bán trú thì nhà trường cũng rất là tạo điều kiện, thông báo thực đơn cho các con và tạo điều kiện cho phụ huynh đến để kiểm tra xem là hôm nay con cái mình ăn uống như nào, ngủ nghỉ ra sao. Ngay từ đầu năm học, Ban Quản lý về An toàn thực phẩm các trường được thành lập. Thành phần bắt buộc phải có sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh, tiến hành kiểm tra thực tế tại các bếp ăn, cơ sở chế biến xuất ăn đã ký hợp đồng. Còn mỗi tuần, mỗi ngày, việc lên thực đơn, giám sát từng bữa ăn và lấy mẫu lưu như thế này cũng vẫn phải được thực hiện theo đúng quy định của cơ quan chức năng. Để phục vụ cơm cho các con thì nhà trường cũng đã hợp đồng với các cô nuôi. Các cô nuôi đều đảm bảo yêu cầu của nhà trường. Và các cô nuôi này có thể là phụ huynh nhà trường và cũng có cô nuôi là cô giáo. Cơ sở tôi có xây dựng một đường dây hotline cũng như là nhóm Zalo để lắng nghe ý kiến của phụ huynh phản ánh cũng như là theo một kênh khác từ nhà trường. Năm học 2023-2024, thành phố Lào Cai có 56 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, với trên 18.000 học sinh đăng ký ăn bán trú buổi trưa theo hình thức xã hội hóa. Tuy nhiên, ít trường có bếp ăn tự nấu, đa phần là đặt suất ăn từ các cơ sở bên ngoài. Không chỉ có vấn đề an toàn thực phẩm, mà sự công khai minh bạch trong bữa ăn của học sinh cũng rất đáng quan tâm. Đối với những trường lớn thì lựa chọn ít nhất là hai nhà cung cấp cho một đơn vị trường để đảm bảo cái sự cạnh tranh một cách lành mạnh giữa các đơn vị trường. Cũng đề nghị các bậc phụ huynh, đặc biệt là những bậc phụ huynh mà có chuyên môn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, là hỗ trợ đồng hành cùng nhà trường trong cái việc kiểm soát cái chất lượng bữa ăn. Tổ chức cho phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú tại trường không khó. Quan trọng là trường thực hiện như thế nào, cách tổ chức sao cho hợp lý để kênh giám sát này phát huy được hiệu quả. Cùng với đó là các biện pháp đảm bảo chất lượng bữa ăn, sao cho các em học sinh an toàn, khỏe mạnh, có thể lực tốt nhất đáp ứng nhiệm vụ học tập. Chuyển sang những thông tin thời sự trong nước. Bệnh viện Nhi Trung ương vừa đưa ra cảnh báo về hình thức lừa đảo mới xuất hiện. Theo đó, lợi dụng việc quét mã QR để thanh toán nhanh chóng thuận tiện, các đối tượng xấu đã thực hiện dán QR giả mạo tại mặt ngoài một số quầy thanh toán viện phí của Bệnh viện Nhi Trung ương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngay sau khi phát hiện, bệnh viện đã nhanh chóng gỡ bỏ các mã QR lừa đảo trái phép này, đồng thời tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn người nhà người bệnh thực hiện đúng các quy định về thanh toán viện phí, phối hợp và báo cáo cơ quan chức năng để giải quyết và xử lý kịp thời. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan, cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc nghiêm túc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2023-2024.
Bộ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Các địa phương chỉ đạo và quán triệt cơ sở giáo dục thực hiện đúng việc vận động, quản lý và sử dụng khoản tài trợ, viện trợ. Các cơ sở giáo dục công khai về cam kết chất lượng giáo dục, điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính, chịu trách nhiệm giải trình trước người học, xã hội về các mức thu. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức lễ hội, quảng bá hình ảnh, thu hút du khách, phục hồi và phát triển du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng chỉ đạo Ban Quản lý Khu Du lịch Thác Bản Dốc không thu phí đối với du khách tham gia lễ hội du lịch Thác Bản Dốc năm 2023. Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động như lễ rước nước cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, không gian trưng bày, giới thiệu sản vật, đặc sản, ẩm thực, hoạt động thể thao, trò chơi dân gian. Trong khuôn khổ lễ hội Thác Bản Dốc năm 2023 còn có màn công diễn hát then đàn tính của 1.000 người. Hoạt động diễn ra khoảng 10 phút với chủ đề cội nguồn và bản sắc then tính Cao Bằng. Lễ hội du lịch Thác Bản Dốc diễn ra từ hôm nay đến hết ngày 7 tháng 10. Chè Sam cổ thụ ở Lai Châu đang khẳng định giá trị, uy tín, chất lượng, tạo dựng thương hiệu đặc sản trà cổ thụ, báu vật của núi rừng biên cương đến mọi miền đất nước. Theo khảo sát, tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu đang có khoảng 8.000 cây chè cổ thụ. Để khai thác hiệu quả diện tích chè quý này, giúp người dân tăng thu nhập, giảm nghèo hiệu quả, hiện Phong Thổ đã có nhiều hợp tác xã do bà con các dân tộc làm xã viên. Các hợp tác xã đều tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất, tạo thêm nhiều sản phẩm trà nước tiếng như trà xanh, trà đỏ, trà hồng. Mục tiêu đến năm 2024, huyện sẽ có từ 6 đến 10 sản phẩm trà cổ thụ đạt chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh. Phong Thổ cũng sẽ triển khai đề án bảo tồn và phát triển chè cổ thụ trên địa bàn, cùng với trồng mới, mở rộng diện tích. Đến nay huyện đã trồng được 25 hectare chè. Vừa qua, hàng chục nghìn nhân viên y tế Mỹ đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài 3 ngày từ ngày 4 tháng 10 để yêu cầu những quyền lợi tốt hơn cũng như phản đối tình trạng thiếu nhân sự trầm trọng tại chỗ làm. Hơn 75.000 người đã tham gia sự kiện này và đây là cuộc đình công lớn nhất trong ngành y tế Mỹ trong những năm gần đây. Cuộc đình công của hơn 75.000 nhân viên của một tổ chức chăm sóc sức khỏe phi lợi nhuận lớn nhất nước Mỹ diễn ra trong bối cảnh lạm phát gia tăng đã thúc đẩy hoạt động đình công trên khắp nước Mỹ. Các nhân viên tham gia đình công cho biết họ phản đối việc bị trả lương thấp và phải làm việc quá giờ. Dự kiến cuộc đình công sẽ gây ảnh hưởng tới các cơ sở của tổ chức y tế này tại thủ đô Washington và nhiều bang khác. Sáng 5 tháng 10, Tập đoàn Điện lực Tokyo TEPCO, đơn vị vận hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản thông báo sẽ triển khai đợt xả thải thứ hai trong vòng 17 ngày. Dự kiến đợt này, TEPCO sẽ xả thải khoảng 7.800 tấn nước thải nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển bằng với lần xả đầu tiên. Mọi công tác chuẩn bị đã được bắt đầu từ ngày hôm nay để kiểm tra nồng độ chi ti trong nước thải đã qua xử lý trước khi được xả ra biển. Theo kế hoạch, TEPCO sẽ tiến hành 4 đợt xả thải trong năm tài khóa hiện tại, kéo dài đến hết tháng 3 năm 2024, với tổng lượng nước xả khoảng 31.200 tấn. Nhật Bản khẳng định việc xả thải này đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc gia và cũng đã được quốc tế chấp nhận nhằm hướng tới việc ngừng hoạt động nhà máy hạt nhân vốn đã bị hư hại nghiêm trọng sau thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011. Để sở hữu xe ô tô tại Singapore, người tiêu dùng tại quốc đảo này cần bỏ ra 106.000 đô la Mỹ để có thể được chứng nhận quyền sở hữu, khiến tổng chi phí để mua một chiếc xe ô tô tại nước này cao hơn gấp nhiều lần tại nước khác. Vì vậy, ô tô đã trở thành giấc mơ xa xỉ với người có thu nhập trung bình tại đảo quốc Sư Tử. Chứng nhận quyền được sở hữu có thời hạn 10 năm, được Singapore triển khai từ năm 1990. Tính đến ngày 4 tháng 10, phí chứng nhận sở hữu của một chiếc ô tô cỡ lớn đã tăng gấp hơn 4 lần so với mức giá năm 2020, lên mức kỷ lục hơn 106.000 đô la Mỹ. Nếu tính cả chi phí này, phí và thuế đăng ký, tổng chi phí để sở hữu mới một chiếc xe ô tô Camry Hybrid tiêu chuẩn tại Singapore là hơn 183.000 đô la Mỹ, gấp hơn 6 lần giá của chiếc xe tương tự ở Mỹ và gấp đôi giá một căn hộ nhỏ được nhà nước trợ cấp ở Singapore. Ngày 4 tháng 10, Alphabet, công ty mẹ của Google, đã chính thức cho ra mắt điện thoại thông minh Pixel 8 và đồng hồ thông minh thế hệ mới tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Với bộ đôi Google Pixel 8 và Pixel 8 Pro,
Google đã nâng cấp dòng điện thoại Pixel với chipset mới Tensor G3. Con chip mới có nhiều tính năng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI hơn, cho phép người dùng xử lý nhiều dữ liệu hơn trên thiết bị và điện toán đám mây. Tính năng AI cũng hỗ trợ việc chụp ảnh, tổng hợp các trang web, chặn các cuộc gọi rác. Dòng Pixel 8 Pro có thêm ứng dụng để đo thân nhiệt, được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA cấp phép. Pixel 8 có RAM 8GB, trong khi Pro tăng lên 12GB. Cả hai đều có khả năng chống nước và bụi, có sẵn tính năng mở khóa bằng vân tay và khuôn mặt. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.